Dạ thưa các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến với anh Chí đi vô thăm bé Thủy. Mà coi bây giờ kìa, đang đi đâu về kìa, đang đi đâu về, lấy cái gì vô nhà nữa kìa. Vô xe, lấy vô. Đi đâu về vậy? Ê, đi đâu về vậy? Trời ơi, gặp anh không biết luôn anh Chiến nè. Rồi đi vô luôn rồi. Đi theo nó coi vô trong nó làm gì á. Làm hổng quá. Cái gì vậy? Cái hái gì vậy? Thế. Hái cây đó về làm gì vậy? Nấu nước uống. Nấu nước uống. Trời ơi. Cây đó cây gì mà nấu nước? Hả? Mùng tơi hả? Cây đó cây rau dền chị ơi. Cái gì nữa hả? Vừa đi đạp. Cười cười giống kìa. Bữa nay em đi vô đây em đem, trời ơi, làm gì là nhiều quánh yêu nữa, giờ làm gì anh Chí? Bữa nay em đi đạo đem đèn theo. Gì đấy, cái đâu cái cầm cái bịch gì đâu rồi, cái cây nãy đâu rồi, cái nói cái gì nấu nước uống á, hái cái cây gì đó đâu, cái dông nem đâu, cái dông nem, cái này cái mùng tơi, rau dền bay, rau dền mùng tơi luôn. Ở đây có trứng vịt nữa nè, trứng vịt nữa nè, hả? Trời ơi anh Chí, cái gì cưng? Ai dở nhà hả? Trời ơi, ở đâu kinh vô cả đống nữa rồi. Cái gì? Ai làm lộ, ai xả lúa? Đồ trong tủ này là của ai vậy Thủy? Đồ trong tủ này nè của ai vậy? Của ông Dưỡng. Của ông Dưỡng Út hả? Cái gì nấu cái gì nữa nè. Ai? Trời ơi, ông nậu vô. Cơm kêu luôn. Trời ơi, nó vô nậu vô. Cái trái gì nữa nè? Cái trái này trái gì vậy Thủy? Lê chi ma hả? Đâu đưa anh coi vô coi cái mùng không? Vô coi cái mùng coi. Hả? Tụng tùng theo nữa rồi. Bớt theo mua gì không? Hả? Mua gì cơm chưa? Có mua gì cơm chưa hả? Đúng rồi, bán số rồi. Lấy cái tô ra dẹp coi. Ờ. Tô đem ra dẹp rửa đi, đem rửa đi cưng, đem ngang trước á. Đi. Đó, cái gì vậy? Cái gì làm cái bụp á? Cái tô đang ngồi nào đó? Đang ngồi sang trước. Ăn nửa tháng trời, cặp dạ vậy. Gì? Ăn hồi nữa ha. Ăn đó, 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 đó. Cái chổi đâu? Kiếm không có, phải có ăn quơ bớt cái nhà quá rồi. Kiếm chổi để em quét nhà cho. Giác tha vô trong nửa dữ lắm rồi. Cười anh đánh đòn cưng bây giờ cười đã bữa hôm kêu đừng có đem gác vô rồi mà đem quá trời gác đến vô nhà nữa rồi. Cái chổi đâu? Dầm họ chuột mà. Cái chổi đâu? Hả? Ra tao không rõ. Tổ thừa anh hai mượn rồi. Chổi bán hả? Chổi bán gì cưng? Bán. Ai bán? Rồi cái chổi bữa anh Chí anh Chí quét nhà đâu rồi? Ai dục xong? Đồ. Cứ nói ai dục xong. Hồi nãy đi đâu về ạ? Tiệm không có ai nhớ. Đi tiệm hả? Đi tiệm mua gì?
Trời ơi, đi tìm một chiếc thun lùng quần. Cái quần nó bị gì, bị tuột hay gì mà phải mua chiếc thun lùng quần? À, quá trời đem gác vô nhà rồi. Tôi ngộ thiệt. Cười cười, ở đánh đòn cái bây giờ cười. Ginh toàn là ginh gác vô nhà không cười. Hả? Mình Chí đi đâu ngoài làm gì ngoài nè. Vô coi bé Thủy làm gì trong nước. Hôm nay đi đem đèn theo tối. Làm gì đây? Chân. Làm gì? Làm gì hôm anh hả? Ủa cưng làm gì mà đem ba cái bọc ngủ vô nhà chi Thủy? Thủy. Dạ. Sao cưng đem bọc ngủ vô nhà chi vậy? Bán cái gì đó. Hả? Bán gì? Ai mua cà game? Mấy con đó người nào lập? Cái gì cưng? Nó lập tên không? Tên nào? Tên ông dở á. Đâu? Chú á. Tên đó mình lập rồi mà mình đâu lập nữa. Đập đó lập là không? Gì dự là sao? Đâu cái nào đâu? Cái nào đâu ra chỉ cho anh coi. Đập gì? Đập đó. Đâu? Cái này lập rồi mà, cái này mình lập lại rồi mà. Không, cái tấm đó là tấm dư đó. Còn ở trên này mình lập hết rồi mà. Còn cái này cũng lót ngồi hay gì vậy? Hỏi hỏi chỉ đi đái gì vậy? Hỏi anh Chí cột cái gì đó hả? Chính đem phủ ở đây các bạn bán mình coi. Ông hồi lập nhà lên coi. Đâu? Đó. Giờ những người đó lập anh. Cái gì? Cái gì? Nói gì anh Chí? Nói gì em có miễu đâu ra lập cái nhà thờ gì. Làm cái miễu hay vậy mà. Miễu gì? Em biết đâu thì anh nói nhà thờ làm cái miễu á. À. Chị Hai với anh Hai bữa nay đang cấy lúa. Nên chị Hai với anh Hai lu bu lắm rồi. Dạ. Cấy rồi xong chưa chị? Dạ. Nghề làm nông cực. Ủa cái lò này dời đi hồi nào anh chứ? À chị dời cái lò rồi ha. Đúng rồi, trống rồi nè. Dạ. Đúng rồi, chị Hai dọn ghê gọn cái lò rồi nè. Nãy bây giờ vô thấy. Nãy vô thấy trống trống không biết trống cái gì. Dạ. Trời ơi bây giờ cả đống nữa trống rồi kìa chị ơi. Dạ. Hello chú Phú. Phú đi đâu rồi chú Phú? Phú đại. Bác Chí kiều kỳ quá. Nè Phú đi vô trong coi nè Phú. Phú từ lưa chân nè. Dạ. Cái gì trời? Hả? Nó Phú xem Phú. Cái gì Phú đi đâu à? Cột lại nó đi lụm mà về cột lại. Lụm gì? Lụm con ngủ chứ lụm gì? Có tao có lụm thích báo chậm nha. Ai bán? Hả? Nam thì giáo đi về học không? Ai? Thầy giáo. Giáo nào? Đúng. Hả? Đúng. Không biết nữa. Điện nó bị hư rồi. Cái gì? Cái gì muốn nói gì? Hả? Cái
Muốn nói gì với tôi? Muốn nói gì? Hả? Hả? Cái gì nói lớn lên coi. Cái gì nói lớn lên nghe coi. Này giao phim chưa? Cái gì? Này giao phim chưa? Giao phim chưa hả? Ừ. Phim gì mà giao? Không có tiền. Hử? Phim gì mà giao? Sáng ăn cơm gì? Hả? Cưng tự nấu hay là chị hai nấu? Kêu bánh bò tới thì mua không? Đâu? Trước cả mua đừng mổ. Mua bánh bò à? Anh Chí ơi, đồ mua bánh bò ăn kìa anh Chí ơi. Em biết là xe bánh bò tới kìa, mua bánh bò ăn. Đó thiệt, thiệt có xe bánh bò thiệt. Kêu lên anh Chí. Ra mua đi. Đi Thị, ra mua đi. Hả? Ra mua đi anh cho tiền nè. Cưng có tiền không? Cưng có tiền không? Thấy. Cưng có tiền không? Có tiền ra muốn bò đãi anh Chiến coi. Đúng rồi. Muốn bò đãi đi thấy. Trời ơi, thấy xe anh bò đi ngang kêu không muốn bò. Dạ thưa quý vị các bạn, thì video của Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.